chào mọi người đã đến với kênh xe đạp đường số Thiện Nguyễn nha. Thì hôm nay mình tiếp tục giao lưu hai cái siêu phẩm tiếp tục ha. Hai siêu phẩm, một chiếc Yan đến từ thương hiệu Đài Loan, là một chiếc cái dòng xe sản xuất xe lớn thứ hai thế giới ha. Một cái dòng nữa rất là đặc biệt của Thụy Sĩ, nó là VESV, và cái dòng nó là Hestaram. Này cũng rất là mới, mình sợ trên mạng mình cũng chưa có nhiều thông tin nha, thì mọi người biết thì giao lưu với mình nha. Thì hai thằng này nó rất là độc đáo, đặc biệt về bánh trước, bánh sau và về cái khung sườn luôn. Thì nó đặc biệt, hiếm, độc lạ thế nào mình cùng mọi người giao lưu nha. Nào, let's go. Rồi, bạn thấy tổng thể chiếc xe ha, nhìn rất là liền lạc không? Hai màu nổi bật, một màu đen điểm với màu vàng ha. Thì cái khung ba khúc cũng đen điểm vàng, có những cái chấm bi rất là đẹp, ba cái khoang đen vàng. Rồi cái phần gấp cũng màu đen ha, cái sên màu vàng, cái yên nửa đen một phần vàng đó. Cái màu tương phản rất là đẹp, hai màu nhìn nó rất là cá tính, mạnh mẽ mọi người ha. Rồi mình đi vô chi tiết luôn, chất liệu này là bằng nhôm nha mọi người, full nhôm cái sườn nha. Rồi mình đi vô chi tiết đó. Đây cái thân, đây cái thân màu rất là đẹp ha. Thì hàng này là hàng nội địa chính hãng mọi người. Đây có cái tem, cái tem Nhật này, Hiroshima luôn nè, đó chính hãng Nhật luôn. Thì màu còn rất là đẹp ha. Đây product by Yan nè, Yan Group Movement, có mã vạch luôn. Thì màu rất là đẹp ha, nó còn có những điểm trầy đây. Thì xe này là hàng nội địa đã sử dụng bên đó mọi người, thì nó hơi trầy thôi. Đây còn những cái sơn này là mình, những cái chỗ nào mình sơn lại sơn công nghệ của Nhật luôn, rất là đẹp ha, những cái màu đen đó. Đây thì nó là full nhôm. Đây nó không hít ha, cái gấp này rất thon thả, mà gấp này bằng thép mọi người, để vô 500 nó hít ha. Còn này không hít nè, rớt xuống. Đó. Rồi mình đo cho mọi người luôn cái size, coi size đứng bao nhiêu ha. Cái size cũng quan trọng lắm, để mình giao lưu mà thì phải phù hợp với người sử dụng. Đây size 47 là phù hợp với người 1m57 đến 1m67 luôn, 1m7 cũng được ha, lý tưởng là 1m65 nha. Đó, thấy hai màu tương phản không, màu đen lì, vàng cũng vàng lì, rất cá tính mạnh mẽ. Rồi cái gấp thon thả. Bây giờ bắt đầu mình vô bánh trước nha. Bánh trước này cũng đặc biệt hơn bánh khác, bạn thấy không? Đó, nó cũng là bánh 700. Đây bánh 700 23 25 gì đây. Đó, này vỏ zin nó luôn nè. Victoria gì luôn. Đây để mình coi nó là nhiều. 622. Bánh này bánh 25 mọi người. À, bánh hay đua 23 này, 25 là bánh cũng nhỏ lắm á, chạy nhanh khí động học luôn. Đó, bánh trước là có chấm chấm luôn, rất là đẹp ha. Bạn thấy cái cặp cái đùm trước ha. Ồ, cái màu xám bóng loáng rất là đẹp. Đặc biệt bạn thấy nó sang không? Câm ít, chỉ có 20 cây thôi, mình đếm rồi, cầm 20 cây, niềng xé gió luôn. Và chạy tốc độ khí động học rất là nhanh nhẹn nha. Rồi mình đi vô bánh sau. Bánh sau cũng đặc biệt luôn, lần đầu tiên giới thiệu trên kênh đường số luôn. Đây, cái bánh cũng niềng xé gió, câm sau thì nhiều hơn 36 cây, nhưng mà đặc biệt bạn thấy không? Singapore SG5R35 Shimano Nesset, bạn thấy không, bóng loáng luôn. Internal Fire tức là đùm 5 số sáng giới, bóng loáng mới 100% nha. Cái này là gọi là nâng cấp lên hộp số 5 cấp đó. Niềng mới ken liền lạc luôn đó, bạn thấy không, đùm 5 số mới đó, nhập từ bên Nhật về luôn mọi người đó. Cái đùm này giá trị bằng chiếc xe nha mọi người đó, 5 số mà tay bấm luôn.
cho mọi người quan sát cái tay bấm này. Tay bấm đa số mấy chiếc cào cào đùm 5 số là tay dặn không, mà tay bấm nó cũng te tua hết, này là mới 100% luôn. Đây, bấm rất là nhẹ nhàng ha, chả bật 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 luôn. Trời, mình test cái đùm cho mọi người coi ha. Đùm 5 số giống như bạn tưởng tượng không? Bạn đi chiếc DD với lại cúp 50 á, 3 số là mình thấy cũng ngon rồi. Mà nó hơi khựng khựng, lên chiếc rim 4 số là mình thấy nó đã rồi. Còn này là 5 số luôn, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Bạn thấy nó quay không? Nhanh khủng khiếp luôn. Đó. Thằng này thì cái biên độ nó cũng chạy, nó không thua về 7 số mà, nhưng mà biên độ nó hơi dày, hơi rộng hơn thằng 7 số thôi. Được cái đùm nó rất là thon gọn. Đây, cái đùm nó là mảnh mai thon gọn hơn 7 số. Ồ. Bạn thấy đi với chiếc xe bạn nhìn sao? Nó rất là tương đồng tương phản. Thì dòng này Fit Gear nó có một clip thôi. Mà chạy đường thành phố bạn thấy mỗi lần khởi động nó rất là vất vả ha, leo dốc cầu cũng cực khổ lắm, lên 5 số là tuyệt vời luôn. Thằng này nó nhẹ lắm mà không cần tới 7 số đâu, 5 số là quá tuyệt rồi, cho nên mình build rất là phù hợp với nó luôn. Còn ai muốn mà lên 7 số, 8 số là mình độ lên hết, nhưng mà mình đã bàn với anh thợ chuyên nghiệp rồi. Với lại tính năng chiếc xe này lên 5 số là hợp lý nhất. Và đùm 5 số cũng rất hiếm nha mọi người. Sắp tới về mình sẽ nhập một số đùm 5 số về để mình build những chiếc xe nhẹ nhẹ mà gọn gàng giống vậy nè. Đó. Rồi hai điểm đặc biệt đó, sẵn mình giới thiệu luôn cái phần vận chuyển của nó. Chuyển động, bộ phận chuyển động là đùm 5 số rồi. Đây cái clip này clip lớn luôn nè, clip lớn dòng Fit Gear. Rồi dĩa cũng lớn luôn, răng lớn ha. Đây dĩa này cũng là dĩa nhôm luôn. Đây dĩa nhôm. Còn phần này thì bằng thép ha, phần dĩa thép, phần giò dĩa là nhôm ha. Đó. Rồi bidan cũng nhôm luôn. Bạn thấy không? Chỉ khi mà dĩa lớn mình chạy nó rất là chắc chắn nha. Đó. Chắc chắn. Bạn thấy cái sên này cũng đẹp không? Giống như mắt sên của cưa máy hay là xe tăng gì đó. Đó mà nó sên vàng, này là sên zin của nó luôn mọi người. Đó, chắc chắn lắm, chạy khỏi cần bảo dưỡng bảo quản gì hết. Đó, chắc chắn mạnh mẽ, rất là phù hợp cái dòng này, chạy rước gió. Rồi giờ tới hệ thống phanh của nó, đây cũng thắng ba càng, cũng càng giống kiểu xe đua vậy đó. Đó, thắng ba càng rất là đẹp ha, nhôm bánh kim sáng giới luôn. Rồi cái khóa cốt yên cũng bằng nhôm luôn, và cái yên bạn thấy không, bằng simili này, cái này nó in luôn rồi, nó in luôn chứ không phải giống như dấu mai, nhưng mà nó là dán luôn, nó ép luôn, yên rất là đẹp theo xe luôn ha. Rồi tặng thêm cái gọng bình nước nhôm. Rồi phần mình lên đầu xe đây, cái này cổ cũng đẹp đẽ ha, cổ liền lạc, cổ thả luôn, có đây momentum luôn nè, cổ thả bông tăng cũng số 7 luôn. Ghi đông béo, ghi đông mập 31 ha, có thể 31 á. Cái phần ngang này nó rộng cho nên rất là dễ điều khiển chiếc xe, chạy dàn đường dằn đường sóc, kiểm soát ngon lành luôn. Càng thắng Avis ha. Màu đen sang trọng, đen ánh bạc luôn. Đây cái tay 5 số rất là đẹp nè, giới thiệu đẹp quá, giới thiệu lại lần nữa. Đó, bấm xả. Kiếm tay 5 số này không phải dễ mọi người ha. Đó. Xe quá là liền lạc, quá là sang trọng đối với xe. Đây, tay nắm, tay cầm cũng là khí động học luôn. Đây, một chiếc xe quá ngon, quá liền lạc. Rồi, ai phù hợp hợp nhãn là nhớ nhanh tay đăng ký nhanh nha. Coi như chỉ có một chiếc này thôi. Cái dòng Momentum mà Fit Gear mà độ 5 số này thì chắc chỉ có kênh đùm số Thiện Nguyễn thôi nha. Rồi, bắt đầu giờ mình coi tổng thể chiếc xe mọi người. Ồ, chiếc xe này nhìn đến siêu phẩm đến từ Thụy Sĩ nha. Bạn thấy nhìn giống như siêu xe bánh mâm mà. Thấy tổng thể chiếc xe rất ngầu không? Nguyên bản luôn, màu đen, chữ trắng. VESP mình cũng mới biết dòng này luôn. Mình thấy nó quá đẹp, quá sang trọng, quá mạnh mẽ, quá lạ. Cho nên mình săn về, rồi mình mới tìm hiểu. Ở VESP dòng Hesaram, cái logo vô cùng độc đáo luôn. Đây, bây giờ mình vô thẳng cái logo nha. Đây. Đây, cái logo này các bạn nói giống như của thằng đội bóng đá Manchester gì đó không biết. Nhưng mà đây mình mới đầu mình thấy hai sư tử không à, mình không nhìn được, nhưng mà thấy chữ VSP đây luôn nè. Đó, zoom lại có thấy nổi không? Rồi nó của Switzerland phải không? Thụy Sĩ luôn á.
đó là mình biết nguồn gốc của nó từ Thụy Sĩ mọi người đó. Rồi cái chất liệu của nó đây, nhôm. Cái về hình dạng này, ví dụ chất liệu là nhôm, phun nhôm rồi thì nhìn thử đây, phun nhôm này không có hít gì hết ha. Này đặc biệt cái gấp mọi người, wow, cái gấp này mỏng xé gió luôn mà bằng nhôm luôn nè. Ồ, gấp nhôm cổ thả luôn, y chang như mấy siêu xe đua luôn. Và đặc biệt cái kiểu dáng này bạn thấy không, cái gấp này nè nó mỏng mà nó xíu á, nó cái phần này lướt gió khủng khiếp luôn nè, cắt gió xé gió nè. Rồi cái phần trên nó cũng vậy, phần trên này nó hình giống như là ngũ giác à. Đây 1 2 3 cũng bốn cạnh nó tứ giác nhưng mà nó vát giống như hình này giống như hình thoi vậy đó. Phần dưới cũng vậy, hình dưới này cái hình nó không biết tả sao luôn nè, nó cũng thon ở phần này nhưng mà nó thêm hai cạnh, coi như 1 2 3 4 5 6 cạnh luôn, nó lục giác luôn, ghê thiệt đó. Còn đặc biệt nữa phần này không giống những chiếc xe tính giờ, những xe đua siêu xe, cái phần này nó xé gió nè, nó xé gió nó uốn éo để nó giống như ôm sát bánh xe, nó rút cái rồi ngắn đòn lại là cái lực bộc phát của nó khủng khiếp luôn á, ghê thiệt. Cái thằng này thì khi anh thợ nâng cấp cái đùm số lên, bạn thấy khi mà ảnh ép ra, ảnh kéo ra để ảnh gắn cái đùm á, nó mạnh như cái đùm này, cái sườn này nó chắc khủng khiếp luôn á, kéo ra nó trả trở lại luôn. Ý nói là nó nhôm hộp kim nó đặc biệt á, rất là chắc, Thụy Sĩ nó làm mà đó. Thì thấy khung sườn không, nhìn đã ghiền luôn đó, sơn màu lì ha đó. Đặc biệt là thằng này là cũng từ cái khung sườn của thằng xe Fit Gear mọi người, giống Fit Gear mà xe đua tính giờ luôn á. Thì bạn thấy nó mới cái chân này đây đó, này nó đúc hợp kim luôn đó. Cái chân này là lý tưởng để mình độ đùm số lên ha, là không có xài tăng sên cho thằng một clip nè đó, mình có thể trượt vào đây mình tăng sên luôn đó. Bạn thấy không, nhìn nó làm cái đuôi rất là chắc chắn ha đó, đó. Khóa ốc đàng hoàng, hợp kim làm siết cứng, không ăn thua gì hết. Rồi bây giờ mình đi vô bánh trước mọi người. Đó mọi người nhìn thấy không, lần đầu tiên trên kênh Thiền Nguyễn cái bánh trước này, bánh này bánh 700 mọi người ha, bạn thấy không. Ồ, cái bánh mâm nó nhìn rất là mạnh mẽ, rất là sang trọng ha. Bánh mâm này mâm xé gió luôn mới ghê ha, 5 chân đó, rất là về phong thủy nha mọi người, xanh lão bệnh tử xanh đó. Nhưng mà cái quan trọng là cái chất liệu của nó nha mọi người, bạn lên mạng mà search nè, cái hiệu là Navigay nè. Đó là nó chuyên làm những loại bánh mâm có 3 chân 5 chân luôn, nó có bánh trước bánh sau nữa. Thì cái bánh này á, là mình search là trên $100 nha mọi người, là cái giá cũ của nó đó. Thì mình tìm hiểu thêm á, mình búng là mình tưởng là nó đầu, mình tưởng nó bằng nhôm đây, nó không hít 500 ha. Đây, dù con ốc này nó hít rất là nặng nè, thấy không, rất là mạnh. Này nhôm nè, bữa nói ha, nói là nhôm này nó không hít, nhôm này cũng rất là đẹp liền lạc ha, xé gió luôn. Xe này rất là khí đồng học nè, không hít mọi người ha. Nhưng mà đặc biệt nữa là nó bằng hợp kim nhôm, nó pha với manhê. Thì các bạn biết rồi á, mình có kinh nghiệm về manhê là đó, mình mua cái máy tính sách tay của Panasonic á, là cái đời mười mấy năm về trước á. Thì cái vỏ nó bằng manhê, là một cái máy sách tay nó siêu nhẹ 14 inch. Thời đó, đó mà nó nặng có 1,4 kg thôi. Tức là manhê nó vào á, nó sẽ làm cho hợp kim này cứng hơn và nhẹ hơn, siêu cứng siêu nhẹ. Đó mọi người, là có khả năng nó nhẹ. Nhẹ giống như là chất liệu của thằng hợp kim máy bay hay gì nó pha vô đó. Đó. Rất là độc đáo ha. Mình phát hiện thêm một cái thông tin nữa là cái bánh trước này ha. Nhìn vừa khí động học, vừa sang trọng, vừa nhẹ, vừa cứng cáp nữa, quá tuyệt vời cho một cái dòng xe Fit Gear. Rồi sẵn mình giới thiệu luôn đây, càng thắng S-Tram luôn nè, thứ dữ ha. Đó, càng thắng S-Tram, tay thắng Avis luôn. Thằng này cũng là đi sườn thì Thụy Sĩ, thắng càng thắng thì của Mỹ, còn cái bánh mâm không biết của thằng nào. Tại thằng này là dân giống như Fit Gear để nó độ lên đó mà. Rồi tới bánh sau. Bánh sau thì của Nhật, đùm số luôn. Thì kênh mình cũng trung thành với đùm số mọi người. Thì cái đùm này cũng rất là đặc biệt nha. Bạn thấy không, Shimano Nesset nó không, đùm này đã qua sử dụng nha mọi người. Tại vì này nó hiếm lắm, và cái đùm này là những cái đời trước á, nó cái vỏ nó bằng thép. À, vỏ bằng thép là nó bền bỉ chắc chắn theo thời gian. Nhôm nó còn sợ bị muối bị tróc, chứ đùm là không bị gì hết ha. Đây internal 7 luôn. Nó vẫn còn
thấy rõ nha, Shimano Nasus đó. Cái dòng này đặc biệt là tại sao mình build lên này, tại vì cái đùm 7 số mới á, mình rất là nhiều, nhưng mà cái đùm 7 số để trả ngược á, rất là hiếm. Thì cái dòng này là dòng fit gear, thì ở đó mình quay cho mọi người coi đây, 7 số nè đó, cái đùm đời cũ mà, theo nó chạy cũng đó đó, mình lên đời cũ mà lên số nó lên số 6 bắt đầu nó kêu đã không, nó có con chó nó kêu đó, mà thấy nó kêu quay cũng ghê gớm không đó, con chó kêu rất là đã, rất là chớn luôn đó, đùm số rồi sang ngon lành nha đó. Mà lý do tại sao mình mở đổ cái đùm này đây, đây lý do chỗ này thắng trả ngược mọi người, trả lại cái là thắng liền đó, không phải xài dây thắng sau, đẹp chiếc xe không có dư dây gì hết. Và cái đùm sang số đây, dây âm dấu dây tuyệt vời luôn ha, dấu hết, dấu những dây. Cái phần này là thợ xịn của mình chế thêm nha mọi người đó, dấu cái dây luôn, không có chơi dây rút gì hết áo đó. Một chiếc xe liền lạc luôn đó, fit gear chạy rất tốc độ, nhưng mà nó một tốc độ thì mình khởi động và nó rất là nặng nề mọi người, cho nên độ đùm 7 số gọn gàng liền lạc và tăng tốc cực kỳ nhanh luôn đó. Này trả lại tăng tốc siêu nhanh quá dữ luôn. Đây thì này mình đi cái clip chắc cũng cỡ 18 này, 18-20. Và cái dĩa đây, dĩa cũng sên to luôn, sên to rất là bền ha. Đây, dĩa to đây, dĩa nhôm, cái này còn nhôm luôn mới ghê chứ đó, dĩa nhôm luôn, giò dĩa nhôm tất cả ha, full nhôm quá dữ luôn. Này giò dĩa này 46 ha đó, giò dĩa này cũng rất là đẹp. GTA đây mọi người biết giao lưu mình nha, mình cũng chưa có nghiên cứu thêm này, mình thấy cái sườn với bánh trước với đùm là quá dữ rồi. Rồi còn mấy phần cũng giới thiệu luôn, sẵn đây có viên nhôm luôn, nhôm mà này nó đó, đi theo xe luôn nè, nhôm này rất là đẹp, nó khắc CNC gân luôn rồi, rất là trơn tru không có trì trụa vậy nha. Mỗi cái cốt yên này cũng ăn tiền nè đó, khóa lại luôn đây, yên MTB xe đua luôn quá dữ chiếc xe. Rồi lên cái đầu nó đây, cổ thả luôn, cổ thả rất là đẹp. Đây cái bông tăng là mình độ lên nha, nó cái bông tăng ghi đông nó giống xe đua, nó mập mình thấy nó không thoải mái, cho nên mình độ cái này, cái ghi đông cũng ghi đông cổ béo luôn đó, 31. Rồi tay nắm rất là liền lạc, anatomy đây, đùm 7 số sang ngon lành ha, mới 100% nha. Đùm 7 số, đùm 7 số thì qua sử dụng nhưng mà tay dặn mới 100%. Đó, bên một càng bên đây là trả ngược, không cần xài thắng, bên đây là càng Avis. Đây, Avis mới keng xà beng luôn. Rồi tổng thể chiếc xe vô cùng liền lạc luôn. Rồi mình vừa giới thiệu giao lưu với mọi người một cặp xe rất là độc đáo ha. Một chiếc là Yan Momentum size 47, cây đứng 47, phù hợp cho người từ 1m57 tới 1m67 nha mọi người ha. Nó có điểm độc đáo là bánh trước rất là đẹp, căm ít 20 cây, bánh sau đùm 5 số mới 100% tay bấm. Và một chiếc này độc đáo hơn, VESB đến từ thương hiệu Thụy Sĩ, và cái dòng Hesram sườn nhôm rất là mạnh mẽ, bánh mâm, bánh trước, bánh mâm 5 chân đó, và đặc biệt là đùm 7 số trả ngược, phù hợp, rất phù hợp với dòng fit gear mạnh mẽ ha mọi người ha. Thì mọi người thấy phù hợp là nhớ đăng ký kênh ha, nhớ like, nhớ share và gọi số điện thoại mình để trên màn hình nha. Tại những dòng này vô cùng đặc biệt, nó chỉ có một chiếc thôi, ai phù hợp và may mắn sẽ được giao lưu với chiếc này nha mọi người. Thì một lần nữa thì xin cảm ơn mọi người, và sắp tới mình sẽ giới thiệu hàng loạt những chiếc đùm số hiếm độc lạ nữa, mọi người cùng theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại.